Một vụ án khác cũng thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Đặng Văn Khuyến, quê Thừa Thiên Huế, kẻ giết người yêu rồi lên mạng xã hội Facebook thú tội, từng gây ra sự căm phẫn của dư luận. Đối tượng này đã phải nhận án phạt nặng nhất. Hội đồng xét xử lưu động đã tuyên án tử hình đối với Đặng Văn Khuyến vì hành vi giết người của bị cáo. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của Đặng Văn Khuyến phạm vào tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Chủ tọa phiên tòa nhận định, nếu không vì hành động tàn nhẫn, không có tính người của bị cáo, thì có lẽ nạn nhân từng là người yêu Khuyến, đã có tương lai tốt đẹp. Xét hành vi vô cùng nguy hiểm nên tòa loại bỏ đối tượng ra khỏi đời sống xã hội. Theo cáo trạng, Đặng Văn Khuyến và Lê Thị Thúy Hằng có tình cảm với nhau từ cuối năm 2007. Sau nhiều năm yêu nhau, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vào tháng 4 năm 2013, Khuyến rút dao chém nhiều nhát vào người Hằng rồi bỏ trốn. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Hằng qua đời ngay sau đó. Sau đó thì Khuyến đã lên Facebook giải thích về lý do giết người yêu và đã ra công an đầu thú.